rồi là mặc đồ rồi chụp những bộ hình kiểu ngầu nhất đẹp như của con công người. chúa rồi đúng không? Dạ dạ đấy, nhưng mà em chưa bao giờ em có thể làm được, mà đi đường là em cứ hay ngắm các bạn nữ. Trời ơi, người các bạn đẹp quá, bao giờ mới được người như vậy. Ngắm người ta là để xem ấy, là mình muốn được như người ta ấy, chứ không phải là để em ngắm là kiểu con trai ngắm con gái đâu chị, con trai ngắm con gái đâu chị. Em uống hormone thì cũng 1 năm rồi ạ. Nhưng mà bắt đầu em chuyển giới là bao nhiêu lâu? Là từ tháng 2 ạ. Là chưa được 1 năm hả? Dạ được 4 tháng. Nhìn Mấy quá tháng như nữ vậy là tính. em quá nhanh. Thật sự, tại vì tất cả những người chuyển giới, ai chuyển giới về nếu để mềm mại mà hoàn hảo là phải 2 năm. Em như vậy là quá nhanh. Và thứ nhất là cái cơ địa em ngày xưa em muốn mỏng. Năm Dạ. em chuyển giới chưa thấy em chuyển giới không có bị một cái gì mà bị thô nhiều. Đương nhiên nó mới đầu đương nhiên nó sẽ không mềm mại. Nhưng với em như vậy là em quá thành công nha thời điểm này. Bây giờ yêu chưa? Bây giờ làm gái thử tình yêu đi. Bây giờ thì em chưa có thích ai, em đang thích bản thân em thôi. Bây giờ cũng có những người gọi Ngỏ là lời tán tỉnh không? thì họ cũng có kiểu nói chuyện với em thì cũng hỏi han này Đang kia. tìm hiểu. Dạ vâng đấy, kiểu kiểu tìm hiểu, nhưng mà em thì Em có cũng tình yêu em sẽ đẹp ra đó. Em sẽ đẹp nữa. tại vì em cũng chưa gặp người ta thì làm sao mà em có thể kiểu nhận lời Nói hay là chung gì. với tình yêu là mình phải có duyên. Dạ Đó, mình gặp ở ngoài, mình tiếp xúc thì mới yêu được. dạ Và vâng cái duyên cái nợ nó đến lúc nào thì mình đón lúc đó đi ha. Linh ơi, tôi thắc mắc là từ cái hồi mà là Linh Ly đó, là kiểu nhìn hiền lành nhá, góc cạnh, xong rồi hát nhạc hay, underground, chắc có nhiều người con gái cũng thích Linh. Có chứ, chắc là người ta thấy em biểu diễn cũng man, rồi nói chuyện này kia cũng man nên là người ta cũng thích. Người ta cũng tỏ tình, không, thực ra là tỏ tình. Có một bạn bạn tỏ tình với em từ ngày mà em còn học cấp 2 cơ. Bạn ấy có viết thư luôn. Xong rồi em về em nói với bố em à, con này còn tí thôi đâu, yêu mới là được, tí thôi đâu, yêu mới là được. Bố mẹ em cứ ngồi cười ấy, kiểu chắc lúc đấy bố mẹ em cũng chưa nghĩ gì cả. Thế xong rồi lớn lên thì anh tao kia đi hát các thứ này kia thì cũng có bạn thích. Ui bạn ấy viết một trang rất là dài luôn, nói ra tình cảm này kia các thứ, em đọc hết. Nhưng mà em rất là buồn bởi vì em không thể nhận lời bạn đấy. Nói chung là mình không thể nào mà mình công khai được là mình Nhưng mà ấy cái được. bạn gái đó có biết em có giới tính vậy không? Hay là nghĩ là con Ôi, trai? không. À, bạn nghĩ Nhìn em Linh thẳng hồi xưa không? không không biết đâu chị ơi. Bạn nghĩ em thẳng luôn á? À, nghĩ em thẳng luôn hả? Vâng, thế cho Bây nên giờ mới là khổ đó. em cũng nhiều khi bảo ủa mình cũng điệu đà, mình cũng nữ tính mà tại sao người ta lại nghĩ rằng mình thẳng nhỉ? Em nhiều khi em cũng nghĩ như vậy luôn á. Linh ơi, Tuân là trong giới mà Tuân hồi xưa Tuân nghĩ Linh thẳng. Tại vì Tuân có nói chuyện với Linh đâu. Nhưng mà Tuân thấy Linh biểu diễn xong rồi Tuân thấy Linh phỏng vấn tất cả các thứ, nó không có một tí thì gọi là Thế là, cong ôi thế luôn là em diễn giỏi quá chị ơi. Em diễn xuất quá, xuất sắc. Chắc là kiểu do tập từ 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 bé. Ngày xưa bé thì em điệu mà. Chứ không, chẳng có lý do nào mà tự nhiên em đi đến trường học xong rồi bị mọi người chửi là Linh BD rồi ạ. Xong rồi là em cứ đi bộ từ trường về nhà, đi qua cái nhà cái thằng cu kia, nó cứ chửi em ấy, nó cứ chửi em ấy, xong em quay ra chửi lại nó. Quay gần chửi lại nó. Xong rồi xong em xin chào em. Chào Linh. Em chào chị Chi ạ. À, chào Tuấn. À, tôi Ngọc Bảo Linh. Rất là vui được đón Linh đến với chương trình Công An ngày hôm nay. Câu đầu tiên tôi muốn hỏi là những ngày vừa qua, tôi nghĩ là những ngày mà nó vừa là hạnh phúc nhất nhưng nó cũng là những ngày áp lực nhất trong cuộc đời của Linh tính đến bây giờ. Đúng là trong thời gian vừa qua thì sau khi mà come out, Linh cũng đã chịu rất là nhiều áp lực. Thực sự là khi mà mình come out với gia đình thì không sao, nhưng mà khi mà nói với tất cả mọi người ấy, với cả những fan hâm mộ của em và tất cả những người mà người ta biết đến em, tự dưng là em cũng thấy sợ chứ, vì không biết là mọi người có đón nhận hay không. Và thì bên cạnh những cái lời mà động viên thì có những cái lời lời lẽ khác nó khiến mình cảm giác như mình đọc như kiểu mình suy sụp luôn ấy, nhiều lắm luôn á. Lúc đầu thì em không khóc đâu, em chỉ bực thôi và em muốn cãi nhau luôn với người ta kiểu giải thích này kia, nhưng mà trời ơi nó rất là nhiều, đông ơi là đông á, em không thể làm gì được và em phải chịu và em phải bắt em đọc những cái comment đó để mà có thể là quen và dần dần chịu được những cái lời người ta nói. Ở ý Nếu như là chị thấy là không vui thì em đừng đọc, em đâu cần thiết phải đọc hết đâu. Ngày xưa chị cũng vậy nè, tốt nhất mình nên không đọc, tại vì em đọc thì em sẽ buồn, sẽ ảnh hưởng tới em. nhưng mà tại vì tính em là em rất là muốn xem là mọi người nói gì về em.
và em nên cần thay đổi những gì. Tức là em luôn lắng nghe mọi người nói để em có thể thay đổi bản thân làm sao để có thể là tốt nhất. Em phải đọc là xem, ồ, hóa ra là còn rất là nhiều người suy nghĩ nói là thiển cận thì hơi quá, nhưng mà em nghĩ là hơi họ không suy nghĩ được kiểu ấy ạ. Cho Tuấn hỏi về cái vấn đề vừa rồi đó, khi mà rất nhiều người công kích Linh á, thì ngược lại có rất nhiều người nghệ sĩ và khán giả đứng lên để ủng hộ Linh. Thì Tuấn thấy Linh là người chuyển giới đầu tiên có được cái làn sóng ủng hộ rất là mạnh mẽ như vậy. Linh có cảm nhận gì về cái giai đoạn đó, về cái lúc đó? Khi mà mọi người lên tiếng mà bảo vệ em trước những cái lời công kích của cư dân mạng ấy, thì cảm thấy ôi mọi người thương mình thế, kiểu em bị cảm động luôn ấy. Vì là trước kia ấy, là xuất hiện với hình ảnh mọi người là kiểu quen là manly rồi, mà tự nhiên bây giờ là chuyển sang như thế thì rất là khó để chấp nhận. Nhưng mà mọi người lại ủng hộ em ấy, thì em cảm thấy là rất cảm ơn mọi người ấy. Có những người nhá mà em thấy họ rất nổi tiếng nhưng mà kiểu em cũng chả bao giờ có cơ hội để nói chuyện hay gì đó, mà họ cũng lên tiếng cho em, hồi em cảm thấy hạnh phúc lắm. Kiểu vâng. Vui ơi là vui ạ. Rồi khi mình là một người biểu diễn mà là con trai xong chuyển sang con gái, mình có phải tập lại nhiều hay là nó ở trong người mình sẵn rồi, mình chỉ cần toát ra ngoài thôi? Đúng rồi, nó là cái bản năng của mình rồi, nên là khi mà mình là con gái thì mình cứ uốn éo các thứ. Nó thật là đu đưa, là dạ đúng rồi ạ, nó chính là mình rồi, nên là mình không có phải tập gì cả. Còn trước kia là mình phải tập thôi. Có nhiều người thì nói rằng là lên sân khấu vẫn còn hơi gượng lắm các thứ này kia. Vậy em còn mới mà. Dạ vâng, tức là em cũng có thể là kiểu cũng mới, vẫn chưa có thể là kiểu hòa quyện nhiều. Dạ vâng đúng rồi. Em khoảng 2 năm nữa em sẽ mềm mại hơn, ai cũng vậy hết. Dạ vâng. Em thấy cỡ Linh là tầm 1 năm nữa là kiểu xinh lắm, mà không thể xinh hơn, kiểu rất xinh lắm. Thì cũng nói chung là mình thì cũng đang cố gắng thôi, làm sao để mà có thể là hòa quyện với cái cơ thể của mình nhất. Là những cái hành động cử chỉ thì thực ra là bây giờ là những cái này thì em không có tập. Cái này là tự bản thân em phát ra, và nhiều khi là em thấy thoải mái là được. Chứ nhiều người nói em là kiểu đang gồng làm con gái. Trời ơi, sao họ lại nghĩ như vậy chứ? Sao họ lại nghĩ như vậy chứ? Rồi bây giờ khi mà mình từ một hình ảnh quá an toàn nhá, là Linh Ly, rồi đến bây giờ mình chịu nhiều cái công kích như vậy á, Linh có cảm thấy là có bao giờ mình hối hận không? Tại sao lại phải hối hận khi mà quyết định này? Bởi vì đây là quyết định em nghĩ rằng là em nên làm sớm hơn. Thực ra là em cũng có biết được chị với cả những người đi trước là cũng đã chuyển giới rồi, và em rất kiểu lúc ấy ôi sao chị lại có được làm như thế, kiểu rất là thích ấy. Và em cũng không nghĩ rằng là mình có ngày hôm nay là mình cũng được như mọi người ấy. Và hình như em cũng chuyển ở cái tầm tuổi ngày xưa chị chuyển á. Thì, chị 35 chị làm á. Dạ. Thì có thể em sớm hơn 1-2 năm thôi, nhưng mà em nghĩ là em cái tuổi chị em mình nó cũng vậy. hơi trẻ. Dạ vâng, đó. Thì em thấy là bây giờ. Nhưng mà cho nên em nghe nè, người ta càng công kích mình nhiều là mình phải là một người ta để ý, người ta mới công kích. Dạ. Chứ nếu như mình là một người mà không ai biết tới thì cũng không ai công kích làm gì. Điều đó là điều thành công, nhưng mình phải biến cái sự người ta tò mò về mình thành một cái gì đó tốt đẹp của mình. Thì em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa thì em sẽ thành công thôi. Còn vấn đề đương nhiên tất cả ca sĩ nào được yêu thích cũng đều bị dòm ngó, đều bị công kích. Chị và Hương Giang cũng vậy thôi. Nhưng mà em vượt qua được thì em sẽ thành công. Vâng, tại vì em kiểu cũng thiên về tình cảm ấy, nên là nhiều khi là nói thì em cũng bị buồn ấy, tổn thương đúng. Đấy. Ai mà buồn chứ, ngày xưa chị cũng vậy. Buồn nhiều, khóc nhiều, rất là quen. Từ từ tại vì cưng mới đó. Dạ, vâng. Chứ 1-2 năm nữa cưng cũng như chị thôi. Cưng dạ. Sẽ bình thường, tại vì cưng cứ buồn hoài, cưng không có làm việc được, không có làm được việc khác. Cho nên là bây giờ là em phải out hết mấy cái hội nhóm, rồi là những cái kiểu người ta nói về em nhiều lắm, mà thực ra là nói toàn nói sai mà. Thế em bảo thôi bây giờ phải quyết tâm không đọc những cái lời đấy nữa, kệ mọi người nói thì nói, mình cứ sống làm sao cho tốt là được. Thật ra thì tôi thấy như vậy là chị Chi với lại Linh đó có một cái điểm tương đồng là được khán giả biết đến qua hình ảnh cả nam và nữ luôn. Bên cạnh những cái lời nhận xét rất là tiêu cực từ những người không thích mình, nhưng mà có những người khán giả họ chưa chấp nhận được. Thì tôi không biết là Linh đã phải đối mặt với nó như thế nào, và chị Chi đã từng đối mặt với nó như thế nào. Như em thì có những khán giả trước kia yêu thích em ấy, xong rồi bây giờ thấy em thay đổi thì họ cũng hơi sốc, và nói chung là vẫn không chấp nhận.
Và em đọc comment nhiều lắm ở trên YouTube của em, rồi là trên fanpage nữa. Hình như cái câu mà nhiều nhất là trả lại Linh Ly của ngày xưa. Dạ đúng rồi, trả lại Linh Ly ngày xưa đây. Tại sao đang làm đàn ông sướng mà tự nhiên quay ra làm đàn bà làm gì? Nửa nam nửa nữ, không ra cái gì cả. Rồi nói chung là nhiều lắm, đọc nhiều thì quen rồi nên là cũng bây giờ cũng không còn phải buồn đến cái vấn đề đấy nữa. Từ từ thì khán giả cũng sẽ quen thôi. Giống như chuyện ngày xưa là mọi người thích là hình tượng là con trai, vâng, chuyển qua làm con gái đương nhiên nó phải bất ngờ rồi. Dạ. Nên mình phải cho khán giả một thời gian để mà quen dần với cái cuộc sống hiện tại của mình. Tuân có cảm giác là Linh Ly sẽ giống như chị ở một cái điểm này nữa nhá, ở trong cái con đường tình yêu của Linh sẽ hạnh phúc quá. Cái cảm giác đó của Tuân rất lớn, tại vì Linh trở thành một con gái quá xinh đẹp và dịu dàng đi. Mà Ly nè, làm con gái làm mục đích chính vẫn là tình yêu. Tại vì yêu rất là nhiều người đau khổ. Đương nhiên ai làm con gái cũng phải sở thích, mình làm gái thì mình mới làm. Nhưng mà cái cục mốc chính á, ngày xưa chị làm gái cũng vì tình yêu. Mình thích là thích làm gái từ nhỏ, nhưng mà mình đâu biết mình có thể làm được hay là không. Và mình không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm con gái. Tại vì chị lớn lên là chị đi hát, chị nổi tiếng luôn rồi, sao mà làm gái được. Nhưng cũng vì đau khổ với tình yêu quá nhiều, và chính vì tình yêu làm chị mạnh mẽ để chị phải làm gái. Và chính vì tình yêu làm chị mạnh mẽ để chị phải làm gái. Em cũng rất là thích kiểu, ôi chị, sau khi mà chị làm con gái xong rồi chị còn được cả một anh đẹp trai yêu nữa, em cũng rất là kiểu sau này chắc là mình cũng sẽ có một anh như thế. Nhưng mà thực sự là em đến bây giờ là khi mà em làm con trai á, em chưa có yêu một ai luôn. Tức là em chưa có một mối tình nào luôn ấy ạ. Là em chỉ yêu đơn phương thôi đúng không? Dạ vâng. Chứ không phải là yêu, không dám nói thẳng với họ luôn. Đúng rồi, em không, tại vì em không công khai bản sao thân. Sao nhát vậy, ngày xưa em biết không, chị lúc chị làm con trai chị yêu. Yêu quá trời luôn, trời cái gì nhát cái gì mà. Chị yêu bình thường luôn đó Linh, chị yêu trai thẳng luôn đó. Ui thế hả? Trời ơi, chị yêu bình thường, chị nói rõ ràng, chị yêu người ta còn phải chúng mười mấy hai chục người cho này, cho nó thiệt, cũng mười mấy mối tình lúc chị chưa làm con gái, và chị khổ hết mười mấy mối tình đó. Sau đó chị quyết định chị làm con gái là vì chị muốn được tình yêu của người đàn ông đáp lại, chứ không phải nhút nhát như cưng đâu. Cứ yêu đi. Nhưng mà ý em là yêu mình mới có kinh nghiệm, phải không? Yêu mới có kinh nghiệm. Tại vì trước kia thì em cũng ở ngoài Bắc ấy. Có thể ngoài Bắc á là khó hơn trong Nam. Đâm ra là nhiều khi là em vẫn e dè. Chứ trong Nam thì cái chuyện này tình yêu là bình thường, yêu bình thường. Có thể là em cũng hơi rụt rè và nhút nhát, nhưng mà thực sự là em rất sợ ấy. Em chỉ sợ là ví dụ bây giờ mà bảo là mình thích bạn này một cái, xong rồi bạn ấy biết, bạn ấy đi nói với tất cả mọi người, rồi đến kiểu gia đình em biết rồi các thứ, nên kia em sợ lắm ấy. Tại vì do ở ngoài đó khó, chứ là gia đình em khó, còn nhà chị là gia đình chị dễ. Dạ. Cá nhân Tuân vẫn thấy Linh, từ Linh Ly, từ Tô Mạnh Linh chuyển Tô sang Mạnh Linh. Tô Ngọc Bảo Linh. Đúng. Linh không hề khó khăn khi chuyển sang luôn á. Có nghĩa là không? Ý tôi là đứng ở dưới góc độ của một người fan hâm mộ như Tuân, tôi cảm thấy cả hai hình ảnh nó đều là Linh hết. Từ một chàng trai rất là hiền và góc cạnh, nhưng mà chuyển sang một cô gái tự dưng nó nữ tính và nó dịu dàng và nó xinh nữa. Nó xinh xắn, nó tự nhiên. Có nghĩa là Tuân không cảm thấy sốc hay là không cảm thấy khó chịu khi mà nhìn Linh ở hai hình ảnh. Làm sao mà Linh có thể chuyển mình một cách rất là hoàn hảo như vậy? Có thể là trước kia thì Linh rất là thư sinh và cũng hiền nữa. Em cũng hiền lắm chị ạ. Kiểu cũng không quá là kiểu men quá, nhưng mà mọi người thì xem em ở trên những cái MV ấy, mọi người thấy em rất là man, nhưng mọi người không hề biết là em gồng, không hề biết là em gồng. Em thực ra ở trên các MV thì em phải đóng như thế. Ví dụ em mà có đóng điệu điệu cái là em phải quay lại ngay, kiểu chẳng may mà bề bóng đó. Bề bóng đó. Tại vì lúc đó dù sao mình vẫn là con trai mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà ngoài đời thì em lại là một người thì cũng không phải là manly, cũng vẫn kiểu nữ tính. Với cả em thì em ở với cả mấy bạn con trai không, em cũng phải cố gắng gồng gồng lên, không phải không nữ tính quá. Thì để cho mọi người đỡ ngại ấy. Ví dụ ngồi quán nước thì em không bao giờ ngồi khép chân, ngồi kiểu dịu dàng như này đâu. Em phải như này. Đó. Mà cái ngày xưa hả? Ngày xưa hả? Vâng, ngày xưa đó chị. Mình thấy khó chịu nhiều không Linh? Mình cảm thấy là không phải là bản thân mình ấy. Thì đang gồng mà phải khó chịu. Đúng rồi, đúng rồi. Em muốn kiểu em thoải mái, em vui vui vẻ, và em có những cái cử chỉ rất là cute chẳng hạn, ví dụ như vậy. Em rất là thích, nhưng mà trước mặt mọi người em lại phải như là một con người khác. Em phải tập nhá, em phải tập từ cách nói này, em nói chuyện với mọi người là kiểu cũng hơi điệu như này. Nhưng mà ngày xưa là
em sẽ phải trầm giọng xuống một tí khi mà em nghe mà ồ chết câu này không được, câu này nghe nó hơi yếu hơi nữ tính, vâng, là mình lại phải ồm ồm giọng, trầm trầm giọng, xong nói lại phải kiểu đấy, à đó thế đó. Cảm giác nó không tự tin lắm, và cho nên là mọi người thấy là vẫn là hiền lành và có vẻ là hơi nhút nhát. Và khi mà chuyển sang con gái rồi thì em mới như là được chính là em, và em thể hiện, em có thể em cười tươi, em nói, và cái năng lượng em tỏa ra thì đấy chính là chính là em không cần phải ghim lại nữa chị ạ. Đó. Rồi khi xưa khi mà Linh đi biểu diễn live á, có sợ bị kiểu như bị bể bóng không, kiểu như là bị? Có chứ. Trời ơi. Nào em đi biểu diễn em cũng vẫn phải gồng luôn chị ạ. Em nào đi sân khấu. Các bạn ơi, bây giờ nha, đó. À rồi làm sau đây Linh sẽ này, nói chung là cái gì tay chân là phải đưa khuỳnh ra này, sau đó là các động tác cũng phải như thế, rồi là biểu diễn những bài rap, mà những bài rap kiểu rất là mạnh mẽ, rồi em phải đó vẫn phải như thế. Bây giờ em biểu diễn nhiều nó thành quen rồi ấy, nên là chỉ khi nào mà em rap thôi em kiểu thường thường là như thế, còn bây giờ thì em hát bình thường thì em cũng đã nhẹ nhàng hơn rồi ạ. Tôi thắc mắc một điều là từ cái thời mình gọi là Linh Ly á, thì thời đấy mình có chăm sóc ngoại hình của mình nhiều, tại vì lúc đấy nhìn Linh khá là thô ráp nhá và góc cạnh. Không, khi mà em làm trai em không có chăm chút gì đến bản thân em ấy ạ, kiểu em cảm thấy không thích cái cơ thể này. À, từ ngày bé là em đã thích là kiểu em phải xinh đẹp như một cô gái, nhưng mà em không bao giờ em làm được. Kiểu hồi bé xong mọi người lại còn chửi nữa, xong lại càng làm áp lực cho em là tại sao mình lại để bị mọi người chửi như vậy. Thì em mới dần dần là gồng lên để làm trai thì mọi người cũng đã kiểu bớt đi rồi. Chứ ngày bé là em toàn chơi với các bạn nữ thôi, toàn chơi những trò chơi của nữ thôi. Nhưng ở nhà em biết em như vậy không? Từ dạ, không? Biết chứ ạ. Không, tức là mọi người thì chưa có cái kiến thức về giới tính của em, và mọi người chỉ biết rằng là ngày hay mặc đồ con gái, thích mặc đồ con gái. Ngày xưa là em hay thích mặc đồ của em với của chị em ấy, có cái váy là em cũng thích mặc lắm. Ở nhà em hay mặc hả? Dạ, em thích mặc thôi chứ em không phải hay mặc. Nếu mà được thử một lần em thích lắm. Và nhiều khi là bác em còn dậy ăn trầu, quệt mỏ ăn trầu giống như của các bà nào thì em lại bắt trước. Kiểu đấy, bà em nhìn bà em lườm. Trời ơi, sợ lắm chị ơi. Đó. Mẹ em thì cũng đã ngầm hiểu từ lâu rồi. Nhiều khi là càng bây giờ là lớn lên rồi, kiểu bây giờ cũng già rồi đó, thì mọi người cứ hay giục là lấy vợ đi. Đấy là một cái chuyện mà em không hề thích một chút nào hết. Lần nào mọi người nhắc đến là em cũng chẳng biết nói gì luôn á. Thật ra em cứ im, xong rồi mẹ em biết, mẹ em cũng cũng xua xua đi. Cũng nói là ý là ôi kệ nó thích khi nào nó lấy thì nó lấy. Ý là mẹ em cũng đã hiểu như thế rồi, nhưng mà lúc đó thì em cũng chưa nói với mẹ. Đến năm ngoái thì bắt đầu em mới nói ra. Mà em chuyển giới em có kể cho gia đình nghe không? Em có xin không hay là em giấu? Tất cả mọi thứ em đều nói với mẹ em hết. Mẹ là cái người mà luôn luôn bên cạnh em, lúc nào cũng lắng nghe em nói chuyện và luôn luôn tôn trọng những cái quyết định của em. Nhưng mà em có suy nghĩ chuyển giới lâu chưa? Trước kia thì em không có khái niệm về chuyển giới, em không biết. Em chỉ biết rằng là hồi bé vừa mới đi mẫu giáo á, là em biết em thích con trai rồi. Thì em chỉ biết là em thích con trai thôi, còn em không biết là sau này em sẽ chuyển giới hay không. Thì em cũng cứ dần dần yêu, kiểu thích đơn phương người ta đó. Yêu đơn phương hả? Vâng, cứ thích thế thôi, chẳng bao giờ được đáp lại cả, bởi vì toàn thích những cái bạn mà bạn chỉ thích con gái thôi, mà em là đâu phải là con gái đâu. Thì sau có một cái lần mà 2014, 2015 gì đó, em có thích một bạn. Xong rồi lúc đó kiểu nói chuyện cũng khá là lâu. Sau khoảng 7-8 tháng gì đó, em thấy em cảm thấy là sợ là không tiếp tục được nữa. Và em muốn nói ra cho bạn đó biết, em chỉ nói hơi ngầm ngầm để bạn ấy hiểu thôi, chứ em không nói trực tiếp là tao thích mày. Sau đó thì bạn cũng ít nhắn tin, ít nói chuyện với em hơn. Lúc đó em kiểu đau khổ lắm chị. Lúc đấy là em chưa come out với bất kỳ một ai mà em buồn lắm. Xong cuối cùng là em sẽ nói cho bạn thân của em, và em định hỏi là hay là bây giờ nói với mẹ luôn, hay là đi chuyển giới, hay là chung là lúc đó em cũng đã có ý định đó rồi. Do em yêu nhiều người rồi đều không được đáp lại rồi tình yêu. Vâng, cái trụ cột chính vẫn là tình yêu. Cũng có thể là như vậy, bởi vì là em rất là muốn, vì em lúc nào em cũng nghĩ em là nữ hết, đi đâu có thứ là em cũng bảo mọi người chở em, hay lúc nào em cũng nghĩ em như một công chúa vậy đó.
là lúc nào cũng phải được che chở, người ta che chở em đó. Thực ra là em rất là thích tạo dáng rồi là mặc đồ rồi chụp những bộ hình kiểu ngầu nghiếc đẹp như công chúa là đúng không? Dạ dạ đấy, nhưng mà em chưa bao giờ em có thể làm được, mà đi đường là em cứ hay ngắm các bạn nữ. Trời ơi, người các bạn đẹp quá, bao giờ em mới được người như vậy. Ngắm người ta là để xem là mình muốn được như người ta ấy, chứ không phải là để em ngắm là kiểu con trai ngắm con gái đâu chị. Con trai ngắm con gái đâu chị. Em uống hormone thì cũng một năm rồi ạ. Nhưng mà bắt đầu em chuyển giới là bao nhiêu lâu? Là từ tháng 2 ạ. Là chưa được 1 năm hả? Dạ được 4 tháng. Mấy tháng như vậy là em quá nhanh. Thật sự, tại vì tất cả những người chuyển giới, ai chuyển giới về nếu để mềm mại mà hoàn hảo là phải 2 năm. Em như vậy là quá nhanh. Là thứ nhất là cái cơ địa em ngày xưa em muốn mỏng. Dạ. Năm đó em chuyển giới, chị thấy em chuyển giới không có bị một cái gì mà bị thô nhiều. Đương nhiên nó mới đầu đương nhiên nó sẽ không mềm mại. Nhưng với em như vậy là em quá thành công nha thời điểm này. Bây giờ yêu chưa? Bây giờ làm gái thử tình yêu đi. Bây giờ thì em chưa có thích ai, em đang thích bản thân em thôi. Bây giờ cũng có những người gọi là tán tỉnh. Thì họ cũng có kiểu nói chuyện với em thì cũng hỏi han này kia. Đang tìm hiểu. Dạ vâng đấy, kiểu tìm hiểu, nhưng mà em thì em cũng... có tình yêu em sẽ đẹp ra đó, em sẽ đẹp nữa. Tại vì em cũng chưa gặp người ta thì làm sao mà em có thể kiểu nhận lời. Nói chung với tình yêu là mình phải có duyên. Dạ. Đó, mình gặp ở ngoài, mình tiếp xúc thì mới yêu được. Dạ vâng. Và cái duyên cái nợ nó đến lúc nào thì mình đón lúc đó đi ha. Linh ơi, tôi thắc mắc là từ cái hồi mà là Linh Ly đó, là kiểu nhìn hiền lành nhá, góc cạnh, xong rồi hát nhạc hay, underground, chắc có nhiều người con gái cũng thích Linh. Có chứ. Chắc là người ta thấy em biểu diễn cũng man, rồi nói chuyện này kia cũng man, nên là người ta cũng thích. Người ta cũng tỏ tình. Không, thực ra là tỏ tình. Có một bạn tỏ tình với em từ ngày mà em còn học cấp 2 cơ. Bạn ấy có viết thư luôn. Xong em về em nói với bố em à, con này còn tí thôi đâu, yêu mới là được. Tí thôi đâu, yêu mới là được. Bố mẹ em cứ ngồi cười ấy, kiểu chắc lúc đấy bố mẹ em cũng chưa nghĩ gì cả. Thế xong rồi lớn lên thì anh tao kia đi hát các thứ này kia thì cũng có bạn thích. Ui, bạn ấy viết một trang rất là dài luôn, nói ra tình cảm này kia các thứ, em đọc hết. Nhưng mà em rất là buồn bởi vì em không thể nhận lời bạn ấy. Nói chung là mình không thể nào mà mình công khai được là mình... Nhưng mà các bạn gái đó có biết em có giới tính vậy không? Hay là nghĩ là con trai? Không, à. Bạn nghĩ em thẳng hồi xưa không? Không biết đâu chị ơi. Bạn nghĩ em thẳng luôn á? Nghĩ em thẳng luôn hả? Vâng. Bởi vì mới khổ đó. Em cũng nhiều khi bảo ủa, mình cũng điệu đà, mình cũng nữ tính mà tại sao người ta lại nghĩ rằng mình thẳng nhỉ? Em nhiều khi cũng nghĩ như vậy luôn á. Linh ơi, Tuân là trong giới mà Tuân hồi xưa Tuân nghĩ Linh thẳng. Tại vì Tuân có nói chuyện với Linh đâu. Nhưng mà Tuân thấy Linh biểu diễn xong rồi Tuân thấy Linh phỏng vấn tất cả các thứ, nó không có một tí thì gọi là cao hơn. Thế là em diễn giỏi quá chị ơi. Em diễn sức quá, xuất sắc. Chắc là kiểu do tập từ bé. Ngày xưa bé thì em điệu mà. Chứ không, chẳng có lý do nào mà tự nhiên em đi đến trường học xong rồi bị mọi người chửi là Linh BD rồi ạ. Xong rồi là em cứ đi bộ từ trường về nhà, đi qua cái nhà cái thằng cu kia, nó cứ chửi em ấy, nó cứ chửi em ấy, xong em quay ra chửi lại nó. Quay ra chửi lại nó. Xong rồi xong em biết là chắc là mình như nào đấy thì thì mình mới bị chửi. Sau đó thì em nhận thấy là trong trường em cũng có một thằng bé nó cũng giống như kiểu em ấy, cũng điệu điệu nữ tính, xong bọn nó cũng chửi à chắc là do kiểu nữ tính kiểu yếu điệu thứ ấy là bị chửi. Xong dần dần em lớn lên là em mới phải tập đó, tập từ cấp 2 đó đến khi mà học đại học rồi tham gia ăn vào underground hát hò này kia ấy, là em cũng phải gồng lên đó, phải gồng từ đó giờ chắc quen luôn chứ tất cả ống kính là em phải như là một người con trai thật đó. Rồi Linh đã từng thích đơn phương những bạn trai thẳng, còn những bạn gay khác là sao? Em chưa ạ. Chưa luôn hả? Không có thích cái bạn người yêu của mình bằng là có một chút gì đó nữ tính. Ừ. Không, nhưng mà thấy Tân men quá hả? Yêu nó không giới hạn nha Tuân. Em cũng nghĩ thế, bởi vì là có những bạn rất là men mà em rất là thích luôn. Thí dụ như mà gay mà cứng mà đẹp trai cho Tuân là được không? Chị ơi, đâu là đâu. Tuân chị thấy cũng rất là mến em đó. Em nói thật, em hâm mộ Linh từ rất là lâu rồi. Thì đó, từ cái fan hâm mộ đến tình cảm rất là dễ. Chị ơi,
Thích em lắm á, lên lên hôm nay chị bật mí luôn, rất là thích em. Cái này cho nó thiệt. Này chị ơi, này. Hôm nay em về em coi là mối quan hệ này nha. Đâu nào, Linh ơi, mình quay về cái cơ duyên làm sao mà Linh đến với cái nghề hát. Em ơi làm cái gì, em ơi làm cái gì. Còn ra sao? Làm sao để mình trở thành một người ca sĩ và mình nổi tiếng dần dần lên? Thực ra cái sự nổi tiếng của em ấy nó cũng rất là tự nhiên ấy ạ. Vì là em cứ sáng tác, xong em hát, xong em up lên mạng, rồi mọi người thích, mọi người cứ share nhau ấy. Rồi đến khi mà cái bài hát của em là bài Tạm Biệt Nhé, được rất là nhiều bạn thích thì chia sẻ. Rồi em có nhiều lời mời đi hát, đi diễn thì em đi thôi. Thì lúc đó là em đang làm tại một công ty, cũng là biên tập viên âm nhạc, nhưng mà lương thì thấp thôi. Nhưng mà sau đó thì được nhiều lần mời đi hát và kiếm được nhiều tiền hơn. Sau một năm làm việc thì em xin nghỉ, rồi em ra nhiều sản phẩm âm nhạc hơn. Từ năm 2012 cho đến năm 2015, đấy là cái khoảng thời gian hoạt động. Sau đó thì tự nhiên em cảm giác em không có hứng thú gì nữa. Em hát mà em cũng thấy chán ấy, mà cảm giác bản thân mình không biết là lối đi là như thế nào ấy. Em bị trầm cảm lúc đấy một chút, em đâm đầu vào game em chơi luôn. 2016 thì bố em cũng mất nữa, thì em cũng chẳng muốn làm gì luôn. Và sau đó một năm, là đến năm 2017, thì em mới quyết định là vào Sài Gòn để mà có thể phát triển hơn về cái con đường ca hát này một chút. Và đến năm ngoái, sau khi mà come out với cả gia đình, thì em đã có động lực hơn, em muốn làm các thứ hơn. Và cái MV Buồn Thì Cứ Khóc Đi của em thì là cái MV mà em đã bỏ hết tiền của em ra để em làm. Vì thực sự trước giờ là em không có bỏ nhiều tiền ra để làm MV. Thường là MV chỉ quay có 5-10 triệu một cái MV thôi. Mấy cái như Tạm Biệt Nhé đó, hay là Cho Tôi Xin Em Quay Đơn Giản thôi. Dạ vâng, quay rất là đơn giản thôi. Còn đến cái Buồn Thì Cứ Khóc Đi là em tự bỏ hết tiền ra mấy trăm triệu lần chị. Và cái lúc đó em chỉ là để kỷ niệm lại cái hình ảnh của em trong cái quá trình mà em thay đổi. Và lúc đó thì em có chưa nói với mọi người. Lúc đó mọi người chỉ thấy em để tóc dài thôi. Khi mà quay cái MV đó, lúc đầu em chỉ định ngồi em hát thôi, em kể chuyện thôi. Và sau đó sẽ là một nhân vật nam sẽ đóng thay vai của em. Nhưng mà em chưa come out với các bạn trong ekip, nên các bạn cứ bảo em đóng đi. Em thôi đóng. Xong rồi đóng thì vẫn phải tình tứ với bạn nữ, rồi là cái đóng giận hờn các thứ. Mà trong cái sự giận hờn em vẫn có sự nữ tính. Ôi, nói chung là buồn cười lắm. Thật ra nhắc đến Buồn Thì Cứ Khóc Đi nhá, ngoài cái bài hát rất hay, thì khi mà Tuân xem cái MV của Linh á, Tuân cứ nghĩ là Linh chuyển cái hình ảnh sang unisex. Có nghĩa là nhìn Linh mướt mát hơn một chút, tóc dài hơn một tí, lãng tử hơn một tí. Chứ Tuân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Linh sẽ chuyển giới. Ôi thế hả? Chưa bao giờ nghĩ luôn. Thế là trong MV đấy cũng vẫn gồng hả? MV đấy cũng vẫn gồng hả? Nuôi tóc dài từ tháng 3 rồi. Và đến tháng 7, tháng 8 thì nó cũng hơi dài một chút. Và lúc đó em đã chụp một bộ hình kiểu xong rồi mọi người sốt lên là trông giống trai Hàn, trai Trung rồi này kia các thứ đó. Thì bắt đầu kiểu thay đổi rồi đấy. Mà tại sao lại vẫn giống con trai? Em tưởng là em đã kiểu hơi giống con gái, mọi người phải phát hiện ra một tí gì đấy. Nhưng mà mọi người vẫn kiểu lãng tử thế thôi. Thế xong đến khi mà quay cái Buồn Thì Cứ Khóc Đi ấy, thì tóc em cũng đã dài rồi. Em nghĩ là lúc đấy mọi người cũng đã phải đoán già, đoán non cái gì đấy rồi. Tại vì mọi người không nghĩ là em làm gái, nên mọi người không thể đoán được. Cũng có những người đoán ra từ ngày xưa luôn nha. Chắc là họ cũng kiểu tinh ý, hoặc là họ xem những cái phỏng vấn của em, chẳng may em bể bóng gì đó lộ ra một cái đó. Và có những người chắc là kiểu người ta ít xem em và kiểu hơi xem lướt qua ấy, và xem qua những cái MV đó thì họ vẫn không quen ấy. Và bây giờ khi em thay đổi thì họ hơi bị sốc. Tuân chẳng hạn. Tại vì Tuân không sốc, Tuân không sốc. Nhưng mà Tuân vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên mà Tuân thức dậy, Tuân mở Facebook lên á, thì Tuân xem thấy Linh mặc cái áo màu hồng. Xong rồi để tóc dài và hình tóc như dài lúc ngang vai đúng không? Đúng. Lúc đấy là Linh bắt đầu come out bản thân mình với khán giả. Đúng rồi. Đúng. Là đúng lúc rồi. Đấy Tuân. Vậy. Nhưng mà may lúc đấy Linh vẫn kiểu rất xinh, nên ta bảo thì ra là thế, thì ra đây là Linh. Trước kia thực sự là em rất ít chụp ảnh luôn chị.
cái thân hình của em rồi là cái em tự ti lắm luôn, em không muốn chụp ấy. Ví dụ vài năm em mới có một bộ ảnh, em chả có hứng thú gì chụp ảnh cả. Khi mà em come out xong rồi đó thì em mới bắt đầu là chụp ảnh nhiều lên. Và mình có thể là thử rất là nhiều bộ đồ để chụp. Đó, thế là em chụp liên tục luôn. Em chụp nhiều lắm luôn, em up lên nhiều lắm, xong mọi người bảo em chụp nhiều thế. Tại do ngày xưa chụp ít quá. Có một cái đợt Tuấn rất là thích cái bộ ảnh áo dài của Linh á, Tuấn post lên story của Tuấn liên tục. Ôi, mấy tấm ở đấy luôn. Không biết là trong ảnh với ở bên ngoài không biết là có khác nhiều lắm không. Người ta bảo là em photoshop nhiều quá, em ngại lắm. Thì lên hình em mà không photoshop. Linh ở trên ảnh với ở ngoài đời là 9.5-10 á. Không, nhưng nhiều khi Linh vẫn không tự tin, bây giờ chưa tự tin lắm ấy. Mình phải có một lý do gì đấy. Hay là do kiểu hay là do kiểu cái khuôn mắt của em ấy. Em cảm giác là kiểu nó bị sâu ấy, nó hơi nam tính. Tuấn thích cặp mắt của Linh nhất. Ủa vậy hả? Nó nhìn nó tình cảm lắm. Nhưng mà xinh mà. Rất xinh. Quá rất xinh, ok, ổn quá định. Xinh khủng khiếp. Ổn định. Thôi đi. Xinh thật, nó không xinh ở ngoại hình không, nhưng mà ở cái năng lượng của Linh và cái cách Linh thể hiện mình là con gái ra bên ngoài, nó hoàn toàn tự nhiên và nó nữ tính, phải nói là 100% là một cô gái. Tôi nói ok là ok, tại vì tôi rất là khó tính. Ok thôi. Đó, đọc em tự tin đi. Dạ vâng ạ. Rồi, để mà khi mà mình chuyển từ người con trai sang con gái, Linh đã tốn nhiều chi phí cho nó. Sau cái MV Buồn Thì Cứ Khóc Đi, cái MV đó thì Linh chưa phẫu thuật gì luôn. Đấy là đầu tháng 11 Linh quay, đến đầu tháng 12 là bắt đầu là đầu tiên là sang Hàn để thẩm mỹ mắt. Em nhấn lại cái mí và em thu gọn lại cái mũi một chút. Em qua hàng em làm à? Dạ vâng. Sau khi làm xong ấy thì nó cũng đỡ hơn. Bởi vì trước cái mũi em rất là to luôn ấy, cái đầu mũi to lắm chị ạ. Ngày xưa ở trên này nó còn cả cái gồ nữa ấy. Là em mài cái gồ đi một chút. Nâng cái đầu mũi này lên để cho cái này nó nhỏ đi bằng cái sụn vách ngăn. Cũng không bị ảnh hưởng quá, cũng không phải nâng cái sống mũi, nên là cái mũi em nó vẫn kiểu tự nhiên ấy, nên là em day giết các thứ cũng không đau, không làm sao hết. Thì sau khi được tài trợ thì mới được làm hết tất cả luôn. Thì em không phải mất chi phí. Mặt thì nó cũng lành nhanh lắm, nó không bị sưng nhiều lắm đâu chị. Thực ra là mặt em chỉ có sang Hàn ấy là em chỉ gọt đi cho nó nữ tính hơn thôi. Sau đó hạ đường chân tóc này, cho nên là trước kia chán em như một cái sân bay luôn đó. Và bây giờ thì nó cũng vẫn cao nhưng nó không cao như trước. Sau khi gọt hàm xong thì bắt buộc là phải nâng cái này lên ấy, gọi là căng chỉ da mặt ấy, để cho nó đỡ bị sệ chỗ này xuống á. Linh ơi, khi mà trở thành một người con gái, một cô công chúa như là mình muốn rồi, có bao giờ Linh nghĩ đến việc thi cuộc thi sắc đẹp gì đấy không? Cũng có nhiều người bảo em thi hoa hậu lắm, nhưng mà thực sự em nghĩ em vẫn chưa tự tin để mà thi. Với cả em cũng nhiều tuổi rồi ấy, nên em nghĩ là chắc là mình sẽ không thi đâu. Thân hình mình đâu có đẹp đâu, trời em gầy lắm chị. Để mà mập lên khó, cực kỳ khó luôn với em luôn á. Tay chân này trời, đây gầy quá nên là mới có gân này. Chân thì đầu gối cũng hơi có củ lạc một tí. Lần đầu tiên em xuất hiện trở lại là em mặc cái váy ngắn cũn cỡn luôn đó chị. Em ngại lắm, que hết cả cái chân dưới luôn. Bình thường là con trai em cũng không cả dám mặc quần đùi ra ngoài đường luôn ấy. Thế cho nên là em cũng rất là ngại vì cái cơ thể của em quá gầy. Em mà lên khoảng chừng 3 cân với 5 cân là nó vừa với dáng em là đẹp. Đấy, em bị lười ăn đó chị. Không, bây giờ Linh phải quen một người nào đấy để người ta chăm cho chăm Linh. Là cho bác ăn nhiều. Đấy, hay là gì? Em có tình yêu. Em có tình yêu để em vui. Tân gợi ý này, Tân vừa gợi ý đó. Đúng không? Từ nãy em cũng thấy đúng không? Được lắm luôn đó cưng. Rồi Linh ơi, để cho Tân hỏi về những cái dự án sắp tới của Linh đó. Dự án của Linh thì em sau này thì em sẽ phẫu thuật cả giọng nói. Nhưng mà nó ảnh hưởng đến giọng hát của mình không? Thì tất nhiên là sẽ có rồi. Nhưng mà nếu như mình không hát được nữa thì sao? Thì chịu chứ sao? Nếu như mình thích là đúng rồi, là phải chịu. Cái khao khát của mình sẽ bao giờ nó cũng lớn hơn. Chỉ có suy nghĩ vậy nó lên. Thôi Linh ơi đừng. Thì em vẫn luôn luôn có niềm tin là em vẫn có thể hát được sau khi em phẫu thuật. Nhưng phải mất một thời gian để mà hồi phục ấy ạ. Một tháng không được nói gì đó. Đúng rồi, một tháng không nói gì đó. Dạ vâng. Khoảng 3 tháng tới 6 tháng mới hát được. Chị, dạ. Chị cũng đang hỏi đó, chị cũng đang định làm. Thế à? Nghe cho em điên lược. Rồi Linh có ấp ủ một cái MV gì đấy với cái ngoại hình mới của mình chưa? À, cái MV Linh cũng vừa mới ra rồi. Cũng là quay cái kiểu dưới nhân vật nữ. Linh là nữ chính luôn. Và Linh cũng đã quay rồi, MV Không Dám. À, không. Ừ.
Ừ, thì là cái MV này thì cũng dựa trên một cái câu chuyện có thật của Linh. Là đấy, cũng là từ cái bài hát này này là em viết dành tặng cho cái bạn đó. Và và nhờ bạn đấy mà em có động lực để mà come out với mẹ rồi tất cả mọi người đó. Thì ngoài ra thì em cũng có định có một cái là em EP, một cái bài bài hát, một album bài bài hát. Thì Linh cũng muốn là trong vài tháng tới Linh sẽ làm trước khi mà phẫu thuật giọng. Hy vọng là sau khi phẫu thuật giọng xong thì mọi người cũng được nghe một cái giọng mới của em. Và em rất là mong em sẽ vẫn hát được và sẽ có một cái giọng hát khác cũng hay như thế đi nhỉ. Rồi Cưng có dự định tương lai gì của Cưng không? Cũng chỉ mong ước thôi, là mình có kiếm tiền rồi là làm sao để mua được căn nhà. Trở ra em hát đi hát bao nhiêu năm rồi em còn chưa có một để ra được đồng nào luôn đó chị. Thế là có tiền em cứ tiêu hết rồi, hoặc là mang về cho gia đình làm này kia. Thì em chỉ mong là sau em mua được một căn nhà. Sau đó thì có chồng, có chồng. Sao đó các con? À đấy, em cũng muốn như thế. Hả, đúng chưa? Vâng. Có giống như chị đúng không? Dạ đúng không? Y vậy đi. Chắc là còn lâu mới thực hiện được. Cái ước mơ này nó lâu, nhưng mình có ước mơ là sẽ thành hiện thực. Quan trọng mình sống mình phải có niềm tin. Dạ. Và chị thay mặt chương trình là chị có một món quà tặng em. Và chúc em sớm thực hiện ước mơ mà chị nghĩ hoàng tử đã có trước mặt rồi. Nhưng mà em chỉ cần nhìn thẳng thôi ha. Và chị cũng chúc cho hai em được trăm năm hạnh phúc. Mà nếu hai em mà đến với nhau là chị đi đám cưới 5,000 đô. Dạ, em cảm ơn chị. Nhưng mà cưới thật sự nha, yêu thật sự nha. 5,000. 5,000. Dạ vâng ạ. Em cái này chắc phải phải có một buổi gặp riêng rồi đi cà phê này kia nhỉ, bắt đầu tìm hiểu nhỉ. Hai người lấy nha là chị đi bao thư 5,000. Trời ạ. Trên sóng chị nói thế đó Tân. Chị nói thì tại vì chị thấy Tân rất là mến em. Bây giờ em thích Tân nhưng mà Tân không thích em là thế nào? Tân đang có tình cảm với em rồi nha. Thì chị hy vọng là hai em sẽ là một đôi đẹp. Rồi, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Rồi, chị chúc em sẽ trăm năm hạnh phúc nha. Và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và sẽ có thật nhiều tiền. Và được khán giả đón nhận vì yêu mến em. Tại vì em là một cô gái chị thấy rất là dễ thương. Đã, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn Linh đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay.